Thầy, con xin hỏi thầy, vậy những con vật nó sang hẳn, nó tức giận, nó cũng phóng thức rồi. Cũng vậy đó con, nó cũng phóng thức. Nếu nó tức giận mà nó dằn ăn, cái nó cấu xé nhau thì nó cũng phóng hành y như mình. Như vậy là hàng ngày mà con tưởng tượng ra mà nó phóng thức thì để nhà, từ cả một cái tư tưởng của vật thức của người thì không thể tương ứng với nhau được ạ. À, sân nó cũng y nhau con, nó cũng tham khi con vật nó với con người, nhưng mà cái lớp nghiệp của nó là con vật, cái tâm của nó vẫn giống nhau, cái vô hình cái phần tâm nó vẫn giống nhau, nó tham khi nó cũng vậy, nhưng mà con người nó khác hơn là tại vì nó biết thiện với ác, còn con vật không biết, nó phân biệt được vậy chứ cũng có con nó hiền lành lắm chứ con. Nó được cái sự hướng dẫn của mình, thầy nói bây giờ con gắn đi, nó ở gần với một người tu đi, nó hiền lắm con. Mà nó ở gần với người dữ, gặp ai nó mổ á, gặp ai ông thầy mà bắt rắn qua về mà ông dùng ngã nhẹ bắt rắn xả, mình vô lấy quớ không cắn mình chết đó. Còn gặp ông thầy tu mà ở gần rắn, con rắn mình vô không cắn, nó con ảnh hưởng tốt lắm. Là những cái con vật mà lúc nó làm thiền như vậy thì cái tự trường phóng ra nó lại thành người. À nó gần với một cái con người của chúng ta đó, nó được những cái thiện đó con, nó sẽ sinh làm người. Bởi vì cái tiêu chuẩn nó có cái tiêu chuẩn đó, ví dụ như con rắn hay bắt nhái cóc mà giờ nó gần con người của mình đó, nó không ăn cóc con nhái nữa, hiền lành ăn chay luôn, bữa nào nó cũng xin cơm mình ăn, mình không cho nó ăn những con vật gì nữa, tức là nó tránh những cái nhân sát sanh của nó rồi. Rồi mấy con thấy con người thì mình còn nói giận dữ nó láo chứ còn con vật nó có nói đâu thì nó cũng đỡ, cái giới đó nó cũng đổi luôn. Hiểu không? Rồi cái tánh mà nó dâm dục này kia thì nó cũng có chứ không, mà những gần mình nó riết rồi cái tánh dâm dục nó cũng hết đi, nó cũng đó là nó những cái điều kiện nó thành người được mà, tức là tiêu chuẩn nó sẽ thành người, bởi vì năm cái tiêu chuẩn làm người mà năm giới đó, nó đúng cái năm tiêu chuẩn giới luật là nó thành người mà. Một con vợ con nuôi đi mà nó đúng cái năm tiêu chuẩn nó sẽ thành người, bởi vì năm cái tiêu chuẩn làm người mà năm giới đó, nó vậy đó mấy con, nó cảm thông được mình. Thì đồng thời mình cũng hướng dẫn nó, mình cứ mình sống mà mình biết cách mình, bởi vì mình là cái người tu ở không mà tính chính cái chỗ ở không đó mới luyện cái tâm từ, cái lòng thương yêu mình dạy kiếm cho nó thấm nhuần cái lòng từ của mình lớn lắm, thành ra mình với mọi vật nó gần gũi nhau, cái lòng thương yêu nó gần gũi nhau. Mấy con cứ tập một thời gian mấy con sẽ thấy cái lòng thương yêu của mình lớn rồi đó. Cho nên đối với ai mình cũng có tức giận buồn phiền á. Mô phật bậc thầy như vậy là những cái đàn kiến mà có duyên ở gần mình á, mình biết những từ trường mình ảnh hưởng làm như thế thì qua một cái giai đoạn mà đó nó cũng có thể là ảnh hưởng nó trở thành người á. Chứ sao con, nó sẽ thiện á, nó đúng cái tiêu chuẩn nó làm người là hết, bởi vì đó là qua cái lớp kiến mà nó thì mấy con biết là vậy, nó đều giao cảm được mình, tại vì cái tâm của mình nó phóng xuất cái từ trường rồi cái xúc giác của nó cảm nhận mình, nó không nghe tiếng nói con đâu, nhưng mà cái tiếng ái ngữ của con, cái lòng lành của con nó phóng xuất cái từ trường đó ra, con hiểu không? Cho nên nó lợi ích lắm trong cái con đường tu tập của chúng ta. Tới đây cái tâm từ mấy con học nhiều lắm đấy, không phải đơn giản đâu. Tới đây là cái vấn đề mà chúng ta từ cái chỗ mà chúng ta lý thuyết chúng ta nói tất cả những cái hành động của tâm từ, nó làm chúng ta triển khai được cái lòng thương yêu pháp độc nhất của đạo Phật đi vào giải thoát, mà đâu có ít. Tứ vô lượng tâm đó là những cái pháp độc nhất để đi vào cái sự tu. Hôm nay chúng ta thấy cái tâm từ chúng ta nó có nhiều cái hiệu quả lớn, nó đối trị tâm sân chúng ta rất lớn lắm.